Hello, hello, xin chào các bạn đến với Thuận Kha Video ngày hôm nay Hôm nay là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ Hôm nay theo video thì hơi trễ một chút các bạn Bây giờ là khoảng 9 giờ tối giờ Cali rồi Ở Việt Nam các bạn đã bước qua là ngày thứ sáu Mới đây thôi đó một lần nữa chúng ta lại tiến đến cuối tuần rất là lẹ luôn các bạn Và trong video này đó, Thuần cũng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều những video nổi bật Thùng muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta có rất nhiều những cái cập nhật liên quan tới SEC Liên quan tới Coinbase Chúng ta cũng có cập nhật đến từ một số quốc gia Và có tin tốt có tin xấu thủ muốn chia sẻ được các bạn nắm bắt được trong video này đầu tiên hết thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình tài chính nói chung đi thì bắt đầu từ tình hình của chứng khoán Hoa Kỳ thì các bạn đã thấy là chỉ số Nasdaq đó hôm nay không có sự thay đổi nhiều trong khi chúng ta có hai chỉ số còn lại là Dow Jones và S&P 500 đó thì đều tăng nhưng mà không phải tăng nhiều lắm các bạn Dow Jones thì tăng 0.8% S&P 500 đó thì tăng 0.45 pre market thì bây giờ thì các bạn thấy là cũng không có gì động tĩnh chỉ số Dow Futures và S&P Futures thì không có thay đổi nhiều Nasdaq Futures thì tăng nhẹ lại 0.15 Nói chung đó thì gần đây các bạn đã thấy được là hai chỉ số lớn đó chính là Nasdaq và S&P đã đạt cây đỉnh cao trong năm nay nhưng mà sau đó để bị khựng lại có phải chúng ta nhận được những thông tin xấu hay là không thì cũng không hẳn đâu các bạn hôm nay thực chất chúng ta nhận được những thông tin tốt nữa chúng ta đã nhìn thấy được đó là chỉ số GDP có nghĩa là tổng sản quốc nội của Hoa Kỳ cho quý 1 đã điều chỉnh lại thường đó thì mỗi quý chúng ta sẽ có 3 chỉ số GDP con số đầu tiên đó là con số ước tính ban đầu mà thôi rồi sau đó chúng ta có ước tính đợt hai và con số cuối cùng tại vì các bạn thấy là sau khi mà đóng được một quý đó thì có rất nhiều những cái tài liệu họ cần phải tính toán thì mới đầu họ đưa ra cái con số ban đầu mà thôi rồi sau đó có thêm thông tin họ sẽ điều chỉnh lại và đợt này đó thì các bạn thấy là cái ước tính ban đầu là GDP của Hoa Kỳ đó là tăng 1,3% trong quý 1 trong khi điều chỉnh lại bây giờ đó đã cho thấy được là GDP tăng tới 2% lần có nghĩa là tốt hơn là nhiều người tưởng dưới này chúng ta cũng đang thấy được là consumer spending có nghĩa là tiêu dùng của người Hoa Kỳ đây. thì cái chỉ số này đã tăng 4.2% các bạn đây là cái sự tăng trưởng cao nhất kể từ quý 2 của năm 2021 chúng ta cũng nhìn thấy được là liên quan tới export có nghĩa là liên quan tới cái số lượng hàng hóa mà xuất khẩu của Hoa Kỳ đây cũng đã tăng 7.8% phần trăm trong khi mà cái quý 4 của năm 2022 là xuống 37%, nhưng chỉ số này đều cho chúng ta thấy một điều đó chính là nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn đang rất là mạnh và thất nghiệp cũng đang rất là thấp thì nếu như mà thông thường nơi chúng ta thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ sẽ tăng rất là nhanh nhưng mà các bạn đang thấy là chứng khoán không có phỡ như vậy tại sao vậy? Tại vì mọi người lo lắng về Fed các bạn nhưng chỉ số này tốt cũng như là Fed là sẽ tiếp tục tăng lãi suất và có khả năng là giữ lãi suất cao ở mức lâu hơn và điều này đó lại khiến cho cái sự ngược lại sẽ xảy ra là khả năng suy thoái tài chính lại càng tăng cao hơn chúng ta cũng nên nhớ gần đây đó thì dựa theo Fed họ cũng đã cho một cái bài kiểm tra stress test nghĩa là kiểm tra căng thẳng cho những ngân hàng ở Hoa Kỳ thì họ nói là 23 ngân hàng lớn nhất đó thì cũng đã có thể qua khỏi cái bài kiểm tra này mà không bị vấn đề gì hết. nghĩa là họ vẫn sống sót. Nếu như mà chúng ta có một suy si thoái toàn cầu cực kỳ mạnh dẫn đến là những ngân hàng ở Hoa Kỳ đó có thể lỗ lên tới là hơn 500 tỷ đô la. Các bạn thấy là bất động sản Hoa Kỳ có thể giảm là 30, 40%. Thất nghiệp có thể tăng lên tới 10%. Thì những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ đó chi tiết hơn là 23 ngân hàng lớn vẫn tiếp tục hoạt động và tiếp tục cho vay mà không gặp vấn đề gì. Nhưng mà cái đó là Fed nói 23 ngân hàng thôi các bạn, ở Hoa Kỳ có tới hơn 4.500 ngân hàng thì cái số còn lại sẽ ra sao nếu như mà thật sự có một suy thoái tài chính sâu như vậy có phải là tất cả họ đều sẽ phá sản hay là không cho nên cái sự lo lắng nó vẫn còn và chúng ta cũng đã thấy được là Fed hầu như đã quyết tâm tăng lãi suất rồi cho nên không có lý do gì nghĩ là trong cái đợt họp tháng 7 tới đây là Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất đâu chúng ta nên chuẩn bị là Fed là sẽ tăng thêm 0.25% nữa rồi chúng ta cũng đã biết đó là sắp sửa có một cái sự hết hạn của Bitcoin và Ethereum option ngày hôm nay Chi tiết hơn là bây giờ là khoảng 9 giờ tối các bạn 1 giờ sáng giờ Cali sẽ hết hạn có nghĩa là còn khoảng chừng 4 tiếng nữa mà thôi Và các bạn thấy là đây là một cái đợt hết hạn rất là lớn 6,8 tỷ đô la tại vì hết hạn cuối tháng và cuối quý luôn Và điểm max pen cho BTC là 26.500 và Ethereum là 1.800 Ở cái mức giá của BTC hiện bây giờ đây các bạn thấy được là ngày hôm nay vẫn đang rất là tốt và thậm chí tăng nhẹ so với hôm qua. Bây giờ chúng ta đang ở mức là 30.746 thì ngoại trừ có một tin gì đó cực kỳ xấu có thể đẩy giá BTC từ đây xuống giá Maxman là 26.500 đô. Có nghĩa là phải giảm bao nhiêu phần trăm cho bạn có biết không? Nếu như chúng ta thấy cái mức giá hiện bây giờ mà trong vòng 4 giờ đồng hồ trước khi mà kết thúc option mà giảm xuống còn 26.500 đó thì chúng ta phải thấy được cái mức này giảm xuống 13% các bạn, gần như 14% trong vòng 4 giờ à, ngoài chưa có tin gì lớn ngoài thôi không nghĩ điều đó xảy ra đâu. Đó là thông tin liên quan tới option như đây mà quan tâm. Rồi chúng ta cũng có một cái thông điệp ngày hôm qua các bạn, đây là thông điệp đến từ tổng thống Joe Biden thì thật ra đây là một cái nhận xét của tổng thống Joe Biden liên quan tới nền kinh tế của Hoa Kỳ nói chung nhưng mà trong đây đó cũng có một phần nói về crypto các bạn mà cái phần này rất là ngắn mà thôi chủ yếu đó là lặp lại một câu nói mà tổng thống Joe Biden đã nói trước đây đó chính là sẽ đóng lại những cái lỗ hỏng cho crypto trader Thật cả cũng không biết lỗ hỏng mà tổng thống Joe Biden nói là gì mà thật cũng không có hiểu luôn các bạn Trên chân bản thường nghĩ là những người mà chống đối crypto quốc hội giống như là thượng nghị sĩ Warren Thì đã đẩy cái câu này vào và tổng thống Joe Biden chỉ đọc mà thôi chứ còn trên chân bản đó Sau khi nghe xong thì phần lớn mọi người cũng không hiểu là cái lỗ hỏng mà tổng thống Joe Biden đề cập đến là gì cho những crypto traders Mọi người vẫn trade bây giờ có lời phải đóng thuế các bạn cho nên à, thôi chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Chúng ta bây giờ à, hãy nói tới một cái nhận định rất là thú vị từ à, một bạn này trên Twitter. Thì trên màn hình à, các bạn sẽ thấy được là có hai biểu đồ đến từ crypto Khoan Bên trên này đó là cái biểu đồ liên quan tới cái số lượng vốn hóa tăng tính theo ngày của đồng Tether USDT và cái đường màu cam đó chính là giá của BTC. Còn bên dưới này đó cũng là cái tương tự như vậy nhưng mà liên quan tới đồng uh, True USD. À, đồng THUSD các bạn thì có thể à, nhìn như thế này. Các bạn đã nhìn thấy được là lúc mà chúng ta bắt đầu thấy cái vốn hóa của Tether tăng lên, có nghĩa là bắt đầu khoảng chừng giữa tháng 1 cho đến khoảng chừng là cái thời điểm là giữa tháng 5 đó thì các bạn thấy được trong thời gian đó cây đường màu cam này cũng như thế nào cũng tăng lên, có nghĩa là chúng ta có Tether được in ra thì giá BTC được tăng lên, cái nghi vấn đó là in ra để mà pump giá Nhưng mà thật ra nếu như mà chúng ta có một ai đó mà có nhu cầu mua đồng Tether thực sự Có nhu cầu để mà mint thêm đồng Tether mới và dùng Tether để mà mua BTC thì cũng có sự hợp lý ở đây các bạn Chỉ là nhiều người thường hay cáo buộc Tether là đây có thể là in thống Cho nên không có bất cứ một cái đơn vị nào đưa tiền chuyển Tether hết họ tự in ra để mà hầm BTC. Đó là một cái cáo buộc đã có từ lâu rồi các bạn. À, cho nên cái mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó cũng không gì gọi là quá lạ đối với một số bạn. Nhưng mà điều thú vị đó chính là bên dưới này, các bạn đã thấy được là sau đó đó thì vốn hóa của tether đã không tăng nữa cái thời gian khoảng chừng giữa tháng 5 cho đến thời điểm bây giờ. Cho nên cái đường màu tím này các bạn mới thấy là nó từ từ giảm xuống. Có nghĩa là những ngày này đã không có thêm đồng tether in ra. Ngược lại đó thì chúng ta lại thấy một điều đó chính là đột ngột khoảng chừng cái thời gian là giữa tháng 6 cho đến bây giờ chúng ta lại thấy có nhiều đồng TUSD được in ra và đó là cái lần mà chúng ta thấy có sự tăng trưởng gần đây khi mà giá BTC từ khoảng chừng 26.000 lên tới 31.000 cái đợt đầu tiên đó lên tới 31.000 thì dựa theo người này đó thì có khả năng là chúng ta thấy là được thúc đẩy bởi đồng Tether à, được in ra nhưng mà cái đợt gần đây đó thì hầu như được thúc đẩy bởi TUSD có phải đây là một sự trùng hợp hay là không? Thì mỗi bạn sẽ có mỗi một cái câu trả lời các bạn Nhưng mà đối thường đây cũng là một cái thông tin rất là thú vị Và tôi muốn chia sẻ Tại vì chúng ta cũng đã dành rất nhiều thời gian Để mà nói về cái diệu drama của TUSD ngày hôm qua Chứ mà nào mà không rõ chuyện xảy ra với TUSD đó Thì hãy xem cái video ngày hôm qua Thì sẽ hiểu rõ hơn Nhưng mà dù sao đi nữa đó Đó cũng là những cái thông tin mang tính chất ngắn hạn mà thôi các bạn ngắn hạn thì giá cả hoàn toàn có thể là bị ảnh hưởng bởi thông tin bị ảnh hưởng bởi cá voi bị ảnh hưởng bởi ai đó làm giá và thị trường nào cũng như vậy thị trường crypto nhỏ bé hơn cho nên cái sự làm giá nó sẽ có nhiều hơn khi mà thị trường càng được hình thành thì làm giá sẽ khó hơn tại vì các bạn thấy là chứng khoán hoa kỳ đó làm giá cũng có thị trường vàng làm giá cũng có luôn các bạn chúng ta thấy là những công ty lớn như là jp morgan cũng đã từng bị cáo buộc là làm giá thị trường vàng làm giá thị trường bạc rồi à, nhưng mà cần một số tiền lớn hơn cho nên không phải ai cũng làm giá được crypto thì nó nhỏ hơn cho nên người ta mới thấy được là cái sự làm giá nó xảy ra thường xuyên hơn nhưng mà làm giá đó cũng chỉ là một cái hiện tượng ngắn hạn mà thôi các bạn dài hạn đó thì thuận luôn tin tưởng là giá sẽ đi theo giá trị cái gì đó có giá trị thì giá sẽ tăng theo thời gian và thị trường crypto luôn có những cái sự biến động và theo chu kỳ các bạn và trong vòng một năm qua chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sự kiện xảy ra rồi từ lúc chúng ta thấy là có sự sụp đổ của Luna dẫn đến chúng ta thấy là có sự sụp đổ của Three Arrows Capital chúng ta có sự sụp đổ của Voyager Celsius trải dài cho đến cuối năm là sự sụp đổ của FTX các bạn nhưng mà chúng ta cũng đã thấy một điều là những người mà lưu trữ BTC đó chúng ta nhìn thấy được là 69% của tất cả những BTC được lưu trữ hơn một năm không di chuyển có nghĩa là các bạn thấy là cho dù một năm qua biến động như thế nào đó rất nhiều những BTC hoàn toàn không di chuyển đây ít như gì cũng đã cho các bạn có được một cách nhìn à, về những hodler của BTC đó vững chắc như thế nào và hôm nay đây chúng ta lại có một cái thông tin rất là lớn các bạn đây là cái thông tin đến từ công ty Fidelity thì cuối cùng có thể các bạn đã đoán được là Fidelity đã chính thức nộp đơn cho Bitcoin Spot ETF dưới tên là Wise Origin Bitcoin Trust đây là cái đợt thứ nhì các bạn à, mà Fidel thì đã nạp đơn để có thể có được một Bitcoin Spot ETF lần trước đó nó đã bị từ chối uh, khoảng chừng đầu năm 2022 nhưng mà đương nhiên đợt này đó thì họ đã nạp một cái đơn tương tự như BlackRock và ARK và những cái công ty gần đây nói chung thì BlackRock hầu như đã dẫn đầu cái phong trào ETF làm sống lại cái sự sôi động về thị trường muốn có một Bitcoin Spot ETF một lần nữa và hôm nay đó thì phải đầu đã chính thức đại đơn rồi và đây sẽ là cái đơn thứ bảy các bạn cái đơn thứ bảy trong dòng chỉ có vài tuần mà thôi đến từ một công ty lớn của Full phiếu năm nay đó thì uh, thường thấy Gary Gensler và SEC sẽ khá là bận đó. <laughs> có nhiều thông tin hơn nữa về SEC đang chia sẻ thêm với các bạn. Nhìn chung về uh, thị trường đó thì các bạn thấy hôm nay có rất nhiều màu xanh. Chúng ta có XEC tăng 30%, COM uh, tăng 36.7%, BCH tăng 29.6%, rất nhiều sự sôi động các bạn và FTT tiếp tục tăng thêm 23.3% và nếu như các bạn nhìn về FTT đó thì uh, trong thời gian 2 tuần qua đã tăng 124% một tuần qua đã tăng một phần trăm rồi thì cái sự sôi động đó chính là đến từ những cái thông tin liên quan tới có khả năng là sàn FTX sẽ khởi động lại và đương nhiên đợt này khởi động lại đó là sẽ với những cái lãnh đạo mới các bạn Simon Free đã không có còn là CEO từ lâu rồi chúng ta đã có một CEO mới tiếp quản công ty này và một đội mới hoàn toàn thì bây giờ đó họ đã kiếm lại được khoảng chừng 7 tỷ đô la và cái số nợ mà họ nợ những nạn nhân đó là khoảng hơn 9 tỷ mà thôi có nghĩa là nếu như mà họ kiếm lại được thêm tiền thì hoàn toàn còn có thể là sẽ restore khởi động lại cái sàn này và đương nhiên đây cũng góp một phần khiến cho một số bạn lại cảm thấy hào hứng và đẩy đồng FTT lên một điều mà Thuận muốn chia sẻ để các bạn có một sự chuẩn bị đó là cho dù là sàn FTX có thật sự là khởi động lại đi nữa thì bây giờ đó là họ chỉ bắt đầu xem xét những cái dự án để khởi động lại mà thôi chứ còn chưa có quyết định chính thức nhưng mà các bạn thấy được là bới đầu tin đồ mà thôi bây giờ các bạn thấy là Wall Street Journal cũng đã đưa thông tin là họ có có tin nội bộ là sẽ khởi động lại cái sàn này Điều mà các bạn nên hiểu đó là có khởi động lại đi nữa cũng có thể không liên quan tới đồng FTT Tại vì đồng FTT này ngay thời điểm bây giờ thì vẫn đang được gọi là chứng khoán bị SEC Đương nhiên đồng này không phải là tạo ra bởi cái ban lãnh đạo hiện giờ của FTX thì họ sẽ không có sự liên quan gì hết Nhưng mà nếu như mà họ muốn sử dụng lại đồng FTT này thì chẳng khác gì họ đâm đầu vào cái sự kiện Tôi không nghĩ là nhiều người sẽ muốn làm như vậy đâu Cho nên thường cũng không có chắc chắn 100% cho dù khởi động lại họ cũng sẽ sử dụng nội STT cho nên các bạn cũng nên cẩn thận nếu như mà nào mà đang muốn phô mô vào đồng này và tổng số vốn hóa trên thị trường đó thì các bạn đã thấy được là tăng 2,4% ngày hôm nay hơn 1,2 nghìn tỷ và BTC đã tăng 2% những đồng khác cũng tăng phần trăm tương tự các bạn với Cardano tăng 4,8% Dogecoin tăng 4% Solana đã hồi phục trở lại 17% ngày hôm nay, Litecoin tăng 13% nói chung hôm nay là một ngày mà có rất nhiều màu xanh ở trên thị trường và cũng đúng thôi các bạn chúng ta cũng có khá là nhiều những cái thông tin nó mang tính chất bullish tương tự như ta vừa mới nói tới cái thông tin liên quan ta phải đeo đi. Thì chúng ta mở đầu với cái thông tin này, đây là một cái lá thư gửi đến từ hiệp hội của blockchain các bạn, Blockchain Association. Thì đây là một cái hiệp hội mà đứng đầu với một cái luật sư rất nổi tiếng đó chính là jason vinci Thì cái hiệp hội này đã lên tiếng nói là chủ tịch Gary Gensler của SEC đã hoàn toàn thất bại tại vì đã không có đưa ra những cái luật rõ ràng cho thị trường crypto này và rất rõ ràng là chủ tịch Gary Gensler đó đã có có một cái ác cảm đối với crypto cho nên một người mà thực thi pháp luật mà đã có một cái sự ác cảm như vậy rồi thì làm sao có thể đưa ra một cái luật công bằng để quản lý một thị trường được cho nên Gary Gensler không phải là người thích hợp và SEC cũng không phải là người thích hợp để mà quản lý thị trường crypto này tuy nhiên là các bạn đây là hiệp hội blockchain mà thì họ sẽ tìm cách để mà tấn công gây cancel và thực ra những lời tuyên bố này đó, nó cũng mang cái tính chất giật gân thôi chứ cũng không có một cái gì gọi là nó ảnh hưởng trực tiếp với SEC nhưng mà lại có điều ảnh hưởng trực tiếp với SEC các bạn đừng chia sẻ thêm à, chúng ta hãy nhìn vào một cổ phiếu đó chính là cổ phiếu Coinbase các bạn thì chúng ta đã thấy được cổ phiếu Coinbase nếu như mà các bạn nhìn thấy được trong thời gian một tháng qua thì cái lúc mà Coinbase bị SEC kiện đó chính là ngày 6 tháng 6 các bạn ngay thời điểm này lúc đó đó thì cổ phiếu của Coinbase đã giảm tới cái mức thấp đó chính là khoảng chừng 51 .70 đồng 70 cent và bây giờ các bạn đã được cổ phiếu của Coinbase đã có một cái sự tăng trưởng trở lại bây giờ mức là 72 .43 đồng 43 cent cũng đồng nghĩa là từ khi mà bị SEC kiện đó, thì cổ phiếu của Coinbase đã tăng 40 phần trăm rồi các bạn có thể hiểu đơn giản là những nhà đầu tư phố Wall thì hầu như cũng không quan tâm đến việc là Coinbase bị SEC kiện và đương nhiên con số này đó là con số tăng trưởng không hề nhỏ và từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy được cổ phiếu Coinbase cũng đã tăng 104% rồi còn tăng cả nhiều hơn là Bitcoin nữa các bạn Bitcoin tăng khoảng 82% mà thôi còn cổ phiếu này đã tăng tới 104%, nhưng mà đương nhiên so với cái mức đỉnh á, nếu như chúng ta trả về một năm trước thì cổ phiếu này một năm trước ở mức cao hơn nhiều các bạn ở mức là khoảng 94 đô thì bây giờ vẫn thấp hơn cái mức đó. Nhưng mà cái giá hiện bây giờ đó đã trả trở về cái thời điểm như là tháng 10 năm 2022 rồi. Từ cái đỉnh cao đó thì các bạn thấy được là lúc mà cổ phiếu này bắt đầu phát hành thì có lúc đã lên tới 342 đô. À, cho nên mức bây giờ thì đương nhiên vẫn thấp so với cái mức đó nhưng mà các bạn thấy là vẫn có một cái sự hồi phục cùng với lại thị trường crypto này và đặc biệt đó là vẫn tăng trưởng nhanh sau khi bị SEC kiện và nói tới dự kiện của SEC và Coinbase thì ngày hôm nay chúng ta đã nhận được thông tin đến từ Paul Rewall Paul đó chính là người mà dẫn đầu pháp lý của Coinbase và họ đã nói là hôm nay họ đã chính thức trả lời khiếu nại của SEC với quan tòa và thêm vào đó đó họ đã yêu cầu tòa án bác bỏ vụ kiện này. Thì tại sao vậy? Làm sao mà họ có thể đưa ra lý do để bác bỏ vụ kiện này? Thì họ đã đưa ra ba lý do các bạn. Đầu tiên hết á thì họ nói là SEC chưa chứng minh được crypto newton trong vụ kiện thực chất là chứng khoán các bạn đã biết là trong cái đơn kiện à, với lại Coinbase đang newton một số đồng như là Solana là vân vân nói như đồng này là chứng khoán nhưng mà Coinbase nói là SEC chưa thật sự chứng minh được cho nên việc cáo buộc Coinbase bán chứng khoán là điều hoàn toàn không hợp lý nếu những crypto này đã vẫn chưa chứng minh được là chứng khoán thì SEC lấy cớ gì để mà kiện Coinbase tóm lại đó, thì Coinbase tuyên bố là SEC nên đi kiện những đồng đó cũng tương tự như là SEC đã từng à, kiện XRP, Chừng nào mà kiện những đồng đó rồi có cái sự rõ ràng và giành chiến thắng trước quan tòa rồi đó quan tòa đã chính thức công nhận những đồng đó là chứng khoán thì mới trở lại kiện Coinbase chứ nếu không đó thì đây là một cái điều kiện nên bị bác bỏ tại vì nó không có dựa vào bất cứ một sự thật nào hết thì đương nhiên các bạn thấy là SEC không muốn làm gì rồi đi kiện công ty Ripple không đã tốn 2 năm vẫn chưa hồi kết nếu như mà SEC phải để đơn kiện từng những cái dự án này đó thì lại càng tốn nhiều thời gian hơn và cũng không biết khi nào là mới có thể thắng kiện được các bạn à, đương nhiên Coinbase à, muốn nói nói là SEC đó không có bất cứ thẩm quyền gì đó với họ, tại vì những cái đồng này cũng chưa chắc là chứng khoán và điều thứ hai đó là con base nói là ngay cả khi SEC chứng minh được những crypto này thật sự là chứng khoán đó thì cái điều kiện này vẫn vô hiệu. Tại vì SEC đã khởi kiện trước khi mà có sự thật đó. Về cơ bản đó, thì Coinbase đang muốn giành chiến thắng về mặt kỹ thuật. Điều này thì tôi cảm thấy nó cũng không có phải là mạnh lắm đâu. Nhưng mà cái điều thứ ba tôi cảm thấy là quan trọng hơn. Đó là Coinbase đó, lập luận là có một vấn đề cơ bản với cách làm của SEC. Vấn đề cơ bản đó là gì? Đó là quốc hội vẫn đang trong quá trình đưa ra luật. Và quốc hội đã rất rõ ràng có những dự luật chuẩn bị được bỏ phiếu vào tháng 7 về crypto và SEC chưa được quốc hội trao quyền giám sát ngành này. SEC đang hành động ngoài thẩm quyền của họ, có nghĩa là họ không có thẩm quyền gì với crypto hiện tại cho đến khi quốc hội trao quyền đó cho họ. SEC đó dựa theo lời cáo buộc của Coinbase là không phải đang thực thi pháp luật mà họ đang có định viết luật. Điều này chỉ có thể được làm bởi quốc hội mà thôi. SEC không có thẩm quyền để viết luật, chỉ có thẩm quyền để mà thực hiện luật pháp khi mà đã có luật rồi. Coinbase các bạn thấy là đang rất rõ ràng trong trạng thái tấn công rồi Giống như là Binance họ đã ra dấu hiệu cho SEC biết đó là họ đã sẵn sàng chiến đấu chứ không lùi bước đâu Thẩm phán đương nhiên vẫn chưa có quyết định tại vì hôm nay mới nhận được thông tin này mà thôi Thì thẩm phán quyết định như thế nào đó sẽ có tác động rất là lớn các bạn Không những là bây giờ mà còn sau này và có thể tác động đến những cái vụ kiện hiện tại nữa Chúng ta có thể thấy được là Coinbase thì không lùi bước và họ có rất nhiều tiền Họ sẽ có thể chiến đấu với SEC cũng giống như là Ripple có thể chiến đấu với SEC các bạn và Coinbase thì vẫn tiếp tục tiến tới họ vẫn tiếp tục phát triển ra những quốc gia khác ngoại trừ uh, hoạt động riêng ở Hoa Kỳ họ bắt đầu là đưa ra sản phẩm của mình cho những quốc gia khác để có thêm thu nhập và các bạn thấy là Coinbase Ethereum Layer 2 uh, đó chính là cái uh, mạng lưới Base các bạn mạng lưới này đó thì uh, vẫn tiếp tục và hiện bây giờ đó là họ đang thử nghiệm và có khả năng là sẽ mainnet trong năm nay và các bạn cũng nên nhớ đó, cây mạng lưới base là mạng lưới tầng 2 của Ethereum được phát triển bởi Coinbase và đây là mạng lưới mà có sự hợp tác với lại Optimism và họ sử dụng Optimistic Rollup à, để có thể phát triển tầng 2 của Ethereum.